Thưa quý vị, những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ có xu hướng giảm dần cả về diện và thời gian. Nguyên nhân là do đới gió đông nam của khối khí ẩm đang có dấu hiệu yếu dần, trong khi vùng áp thấp phía tây lại đang có xu hướng mở rộng hơn về phía đông, tranh chấp với đới gió ẩm. Trong đêm nay, ở khu vực phía đông bắc bộ vẫn trong tình trạng nhiều mây và sương mù nhiều, nhưng mà hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn thì chỉ còn xuất hiện ở khu vực ven biển và các tỉnh vùng đồng bằng bắc bộ. Đến trưa và chiều mai, các tỉnh phía đông bắc bộ trời sẽ chuyển sang trạng thái khô ráo hơn. Riêng ở khu vực các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ và cả Hòa Bình, trời có nắng nên nhiệt độ tăng lên mức từ 24 đến 26 độ. Các khu vực khác nhiệt độ thấp hơn ở ngưỡng 23 đến 25 độ. Còn đối với khu vực các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu và cả Điện Biên nằm trong vùng tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, trời nắng sớm và cường độ nắng mạnh nên nhiệt độ ngày cao 28 đến 31 độ. Vùng áp thấp mở ra cũng làm thay đổi thời tiết ở miền Trung, rõ nhất là ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đêm nay ở khu vực này có mây nhiều nhưng mưa thì chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Ngày mai cả miền Trung đều có nắng ráo, nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tăng lên mức từ 25 đến 28 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ ở mức cao 28 đến 32 độ. Trong ngày mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời tiếp tục không mưa, nắng sớm, cường độ nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng 30 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ nền nhiệt chung là 33 đến 35 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió đông đến đông nam mạnh ở mức cấp 3 đến cấp 4. Còn ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió hướng đông bắc mạnh ở mức cấp 4. Và các vùng biển này đều không có mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km.